ちゃうの子じゃない、サイレンサイレンサイレン。Kệ nó đi, kệ nó. Tỉnh ai? Tỉnh ai mà kệ nó. Chỉ cho nó con trả lại đi, đúng không, đúng không? Nhìn cái lần nó đi mẹ. Tỉnh ai nằm cái tỉnh. Không thở được. Không đi nhá. Vâng, chỉ cho nó cốc lọc đã. Dậy nó uống. Dậy nó uống, kệ nó. Tay mà. Mà tung lên nhá. Tay em gì đấy? Đấy. Quá, không thở được. Tay hoa. Tay hoa. Tay hoa. Chán rồi. Ôi trời. Chắc là chán rồi. Thằng này chưa được một tiếng nào. Đi quay. Báo nước ngoài viết về cô gái Tây rít thuốc lào ngã ra đất. Thưa quý vị và các bạn, tờ Daily Mail vừa đăng tải một đoạn video rất thú vị về cô gái Tây đến du lịch Việt Nam và thử món thuốc lào chứ danh. Đoạn clip được quay ở Hà Nội trong một con ngõ nhỏ ở gần chợ Đồng Xuân. Mở đầu clip, cô gái cầm ống điếu và châm lửa rất điệu nghệ. Sau một cú rít uy lực, cô gái bất động trong một giây rồi bất chợt ngã vật ra đất. Người thanh niên ngoại quốc đi cùng vội chạy lại gần nghiêng người cô gái sang một bên. Một số người Việt Nam trong video nói, cứ để yên đấy, nghỉ ngơi. Sau vài giây, cô gái hoàn hồn và ngồi được dậy. Nét mặt của nữ du khách này vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phê thuốc lào. Tờ Daily Mail viết rằng, thuốc lào là một loại cây trồng phổ biến ở rừng tại Việt Nam và có hàm lượng nicotine cao. Loại thuốc này dùng để chế thuốc trừ sâu. Tờ báo phổ biến ở Anh khẳng định, người miền Bắc Việt Nam hay hút thuốc lào. Đây là một ca thủ tô lào chưa bao giờ biết không say. Vâng. Vâng. Anh đến từ vùng đất 790 Màu Mỡ. Hút thuốc rất ngon.
chuẩn bị ha. Đây rồi, đây rồi. Vâng 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 vâng. Lợi hại quá, cũng lợi hại quá. Thúc quá lợi hại. Lợi hại quá. Lợi hại quá. Đó. Thế rồi. Thấy rồi không? Thấy rồi, giờ này kinh rồi. Hôm nay nó sai mấy nhỉ? Hôm nay hai mấy, trước kìa, trước gì? We'll be right back.